quân thủ đi về quần sở nhiệt Kata cho 72 cần thủ bạn có cái cổng cho game thủ chip boy đó là Baby Lord không như vậy trong cái nào cái gì không Baby cho Baby đánh được hai phương tiện với những thảo tăng soi thang rất nhiều thì chúng ta có thấy được cái tâm lý được cái thủ chim sẻ dường như anh vẫn đang chưa thể có được một tâm lý vững vàng trong vòng tứ kết này. Vẫn đang rất mong chờ vì thủ chim boy có được một bài trọng dân không thể được vì mà chiếc vòi đã có thằng dân thứ 8 sinh ra ngang bằng với game thủ của chim sẻ nào. Vâng, trước khi vào trận đấu thì các bạn đã có thể đọc được những dòng chat từ game thủ chim boy và chim sẻ, hai người bạn thân ở trong game BB. Chim sẻ rất run trước khi bước vào trận đấu này bởi vì anh cũng không muốn loại chim boy từ sớm và chim boy cũng thế. Một bài cần Canadian đã thấy được hai bãi vàng và đều là hai bãi vàng gần rừng. Chim sẻ là đây một bài anh sẽ lựa chọn phương pháp gì thì cần phải chạy con giò đá, phải chạy được con giò mới biết là chim sẻ anh sẽ lựa chọn phương pháp châu lờ hay là anh sẽ chuyển qua một áo kẹp pháo. Vâng, còn nếu như không chạy con giò có lẽ là thủ chim sẻ nào anh sẽ bắt bài thẳng cái thủ chip boy và sẽ lên thẳng cung A một áo kẹp pháo, nhưng cái đấy thì còn phải phụ thuộc rất nhiều vào quyết định đến từ thủ chim sẻ cũng như là một cái timeline. Nếu như soi tham chim sẻ nhận thấy rằng game thủ chip boy không đào vàng và giò rộng thì nhiều khả năng sẽ là một bài đánh thẳng cung và chim sẻ sẽ lên thẳng cung A một áo kẹp pháo. Nhưng liệu rằng đây có phải vâng, tôi vẫn đang suy nghĩ đến nước cờ, một nước cờ mạo hiểm đến từ cái thủ chip boy, đó là bài công phu, một bài công phu kẹp cung giờ đến từ cái thủ chip boy. Alo. Bãi quả phụ, bãi quả hơi sâu. Mùa ra là thêm chim sẻ sẽ kích hình đời ở tầm thứ 8 đóng S thứ 2 để câu hai voi về với nhà chính nhà của mình, ai đang về với VS nhà của mình. Các khán giả đang ồ lên và có lẽ là chim sẻ sẽ rất cong. Rồi em rồi mua hào đến từ khán giả. L ở đâu? Có lẽ là đóng L thôi, không đóng A được. Mặc dù đây là những con dốc đẹp và một bài thế nhà là có thể khung, nhưng với việc chết một dần
với tâm lý thì thi đấu, khi mà thi đấu ở đấu trường thì chúng ta có thấy rằng xung xẻ tỷ số tối đa chúng ta khá tâm lý. Sóc cục giò và đây là bài rất yếu, có lẽ là sẽ không thể đầy đủ công tác sớm sủa được. Đó là quan trọng trong con đi giò đầu tiên này, ta cần chờ đợi xem. Chim sẻ bốn sóng vào vòng góc 9 giờ. Nâng cấp chặt gỗ. Đây là cái bài mà ngày hôm qua chim sẻ đã sử dụng rất nhiều để có thể hạ gục các game thủ khác. Đây là có cung lên. Ý đồ sao? Có ca không? Một bài mà ra ruộng. Ra được hai cái ruộng rồi. Đánh ca như thế nào đây? Một L. Một. Không có một cái gì khác. Ngoài chiếc BG. Sẽ lại khó khăn. Quá chắc cốp. Một A, một B và hai A thủ. Hai A của game thủ chim của game thủ chip boy sẽ được đóng ở bên trong. Tơn này mà lọt lạc đà có lọt được vào nếu mà còn lạc đà không có giáp. Tôi nghĩ rằng chim sẻ chả làm được gì nữa. Đấy là đang có trường hợp lọt được vào. Ôi giời, mất luôn con ngựa giò. Không sao. Vâng, nếu mất lạc đà thì may ra còn đỏ. Giò đen còn hai con nông dân đi dâng. Lộ luôn chiến thuật. A sao chưa đóng nhở? Đi dâng cái gì? P à? P công là người đánh cung giờ sao? Tự nhiên chị boy có con ngựa giò. Anh đang thoải mái điều dò. Nhưng mà sao đóng nhà gì đây? Nhà L hay nhà P? Bây giờ mới đóng A, tại sao không đóng A ở bãi gỗ nhỉ? Đóng A ngay cạnh nhà chủ ấy mới được. Móc máy và bãi vàng sẽ là địa chỉ mà game thủ mà game thủ chip boy sẽ hỏi thăm. Một con cung G phát hiện luôn ra được bãi quả nào mà lên cung A một áo à, nắm tay với chip boy. Một con nông dân kiến tạo rất hay. Kìa nhấp nháy mép bản đồ, cung T đã bắn. Chiếc boy có lẽ sẽ lại triển khai tiếp những con cung R nhà mình đi thôi. Đúng là như thế. Rồi, chiếc rể cũng đang bắt được đường đi quân đến từ cái thủ chiếc boy. Chuyển cung A một áo và cung A một áo nó sẽ đi trước để bắn phù thủy. Quẻ nhầm. Vâng, nhận thấy đối phương có nhà P, chim sẻ không dám công ca vì nếu như mất con ca thì càng mất nhiều ca chim sẻ càng bất lợi. Thế mà anh không công ca nữa, anh lựa chọn là công ca và vẫn cứ kẹp ca thôi. Nhưng bây giờ thì bãi gỗ đang bị bắn vào. Còn cho một con nông dân đạp, còn một con nông dân đập rất khó chịu. Nhưng chúng ta có thấy rằng chip boy khi đang giữ cung giờ là rất tốt. Năm nay 43 thì 44 sáu ca không ra được dân thì thực sự là khó cho game thủ chim sẻ. Phải ra được dân thôi. Kín nhường nhở. Nếu có thể ra được dân có ruộng thì có thể sóc được đều những cái nhà và có thể sóc được đều ca. Nếu không như thế này là một số lượng quân mắc binh đến từ chim sẻ rồi. Bây giờ anh không thể sóc thêm một gì nữa. Bắn là 1-2 con thôi. Chip boy đã nhận thấy nhà ca nhiều lắm, anh sẽ phá nhà B và công luôn cả phù thủy ra.
coi đang rỉa giói rất tốt. Rất nhiều tay đến được cái thủ chip boy, anh vẫn đang điều cả ba đạo. Chip boy đang điều ba đạo. Chúng ta cùng chờ đợi. Nín thở bóp cổ. Hù con lạc đà quay ra chém pháo, không phải, đấy là hù con cung ngà. Hai con ca, khả năng sát thương của nó đang được tăng lên gấp đôi. Nhưng cung rờ đang rất nhối với một bài mà cung rờ móc máy đến từ game thủ chip boy. Bây giờ chip boy với anh đang tụ được khá nhiều cung bên trong. Đúng rồi, đến 4-5 nhà bên trong rồi. Vâng, ra bắn ca thôi, lại giật vào, biết mà. Còn cái bài đấy thì sách giáo khoa có dạy. Những con ca cũng đang được chia sẻ điều như computer. Lạng lách đánh võng. Bây giờ những con lạc đà áp sát vào đi. Vẫn có những cái cung rờ đứng bên trong nhà của game thủ và chip boy. Có lẽ là sẽ có những con cung rờ đi để có thể bắn vào nhà chim sẻ trong tuần này. Phù thủy đừng bảo phù mất ca. 48-56 là con ai đến từ game thủ và đến từ game thủ chim sẻ. Vâng, cái gì đây, mang dân đi đâu? Ở nhà bây giờ không còn góc máy nữa rồi, bởi vì chim boy vẫn đang đây, còn gà nữa quan tâm đấy. Trong góc kia không biết rằng có được những bãi gỗ mới dành cho game thủ chim boy không. Nếu như chim boy có gỗ mới thì anh sẽ có thể sắp đều được những con cung rờ. Tôi đi cung ra và ăn được một con ca và chim boy không mất con cung rờ nào, rất hay. Vẫn phá ra và chim boy cũng lại sẽ có đứng chỗ đứng để có thể dàn quân. Đúng là vừa bất lợi cho họ nhưng cũng là bất lợi cho mình, vẫn đang là một thế cờ hòa. Còn đang điều cung để có thể ăn ca rất tốt, cung rờ chưa chết con nào, rất hay đến từ cái thủ chip boy. Anh điều cung là quá khéo, bốn một cung rờ mất của anh bạn, vẫn tiếp tục mất ca trong cái đến đối phương không thể lại quá nhiều cung rờ. Chip boy đang đánh một trận cầm Babylon rất mẫu mực. Chúng ta có thấy là bài đánh cực kỳ mẫu mực đến từ cái thủ chip boy. Còn cung rờ đến từ chip boy vẫn đang hoạt động quá khéo. 3-1, đó là tỷ số ở trong vòng đấu tứ kết giữa chim sẻ nắng và game thủ và chim boy. Tỷ số các trận đấu của vòng 1/8. Xin chúc mừng cái tên đầu tiên có trong vòng bán kết, đó là game thủ Hồng Anh, vì giành chiến thắng trước game thủ chim đẹp trai với tỷ số 4-1. Một lần nữa xin cảm ơn, chúc mừng Hồng Anh và cảm ơn chim đẹp trai đã tới tham gia giải. Vâng, tham gia là 28/56. Vòng 1/3 tháng chim boy. Khó rồi. Bây giờ chim boy đứng lại đấu sòng phẳng, chim sẻ không ăn đường cho chim sẻ điều các kiểu điều. Một kèo đấu chạm 1 chạm 3. Một trận đấu nữa chim boy sẽ là đi tiếp. Còn phải 3 trận đấu nữa thì game thủ chim sẻ nắng anh mới có thể bước tiếp được vòng trong.